Hôm nay Tùng sẽ giới thiệu các bạn một số cái tool nhé, dùng để cho thợ sửa chữa kỹ thuật laptop, PC, máy in và đều có giá cực kỳ rẻ, vài chục nghìn. Đầu tiên chúng ta đến với cái bộ nhíp này. Đây là nhíp thẳng này, đồng giá với nhau. Đây là toàn hàm bằng sắt, mua một lần dùng mãi mãi. Đây các bạn nhìn, siêu nhọn. Bây giờ mình tháo cái P-tube cho các bạn xem nhé. Như nhau được các bạn, về độ nhọn thì như nhau đây. Cũng 1.9, 1.10 thôi. Bỏ qua mấy cái nhíp nhé. Đây nhíp mắc này. Nhíp mắc cũng khá nhiều người sử dụng. Chúng ta đến với một cái bộ, đó là cái tool dùng để hỗ trợ cho thợ tháo và sửa đồ điện tử. Đây là một bộ 3 cái dao sắt cực kỳ cứng, các bạn bẻ không được này, nhìn thấy chưa? Chuyên dùng để tháo màn hình, laptop và các đồ điện tử khác. Nó có rất nhiều kích thước ở các đầu dao, đây đầu nhọn này, và các đầu dẹp mình hay dùng nó để tháo, đó là laptop. Còn tiếp theo là một thứ mà các bạn cực kỳ hay dùng, đây toàn là hàng thừa nhá. Cái đầu vít này này thì dùng rất nhiều cho thợ sửa chữa hai thứ: ổ cứng cộng với laptop cộng với cạc Vega. Ngày xưa khi mình còn sửa laptop ấy thì chuyên dùng tô vít này, còn bây giờ thì chuyên dùng nó để tháo Vega. Gần như một cái tô vít có thể tháo tất cả các Vega có trên thị trường bây giờ. Đây, cái mã này 900P0100, mã tô vít này, hàng thương hiệu nhé. Nó chuyển động xoáy này và rất bám nâm châm nhé. Nếu các bạn buộc thêm cục nâm châm nhỏ đây thì cực kỳ ngon. Cuối cùng là vài cái lưỡi hàn mạ vàng này, to nhỏ này, các bạn thấy chưa? Có rất nhiều kích thước lưỡi hàn để cho các bạn lựa chọn trong quá trình sử dụng. Đây, thấy chưa? Hàng rẻ tiền thì ở đây chúng ta có hai cái này, 30.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Còn bọn này thì giá vào nó đắt hơn, vì vậy nó đắt gấp đôi. Đây này, ba thằng này đắt gấp đôi, 60.000. Thấy chưa? Còn thằng này ấy, đây là đầu hàn theo máy để các bạn hàn những cái mối hàn nhỏ, những cái mối hàn mà siêu nhỏ ở những vị trí nhỏ mà hàn từng chân một ấy, chứ không thể hàn dê cả một cụm, thì các bạn nên dùng cái đầu hàn này. Các bạn nhìn cái chất của cái mỏ hàn theo máy nó khác hoàn toàn đúng không? Đây này, nó giống chất của cái này này, hàng xịn theo máy này. Các bạn nhìn cái thiếc trắng trắng nó giống nhau. Còn này, cái hàng 30.000 này, các bạn nhìn trong phớ, nhìn rất đẹp. Còn cái hàng mạ vàng, nó đã mạ vàng rồi thì chúng ta nhìn thấy màu vàng là đẹp rồi ạ. Không còn cái gì để bình phẩm nó nữa. Và cuối cùng là một cái thiết bị thô sơ, chính là cái mút dùng để lau chùi những cái đầu mỏ hàn. Sẽ có rất rất nhiều tool để hỗ trợ cho các bạn trong cái sự nghiệp sửa chữa. Thì các bạn vui lòng vào webno2.vn và vào cái book linh kiện sửa chữa, các bạn có thể lựa chọn. Và có rất nhiều cái mình chưa thể up lên thì các bạn có thể add Zalo của mình, cái số điện thoại là 0906, các bạn hỏi là ok. Cảm ơn các bạn.